Quý vị và các bạn thân mến, bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng. Thành phố Cần Thơ hiện có 17.566 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong đó, quận Bình Thủy là địa phương có nhiều người được hưởng lương hưu sau khi đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội. Điều này đã tạo nên niềm phấn khởi cho họ bởi những lợi ích mang lại. Bà Đỗ Hồng Dung ở phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy có đời sống kinh tế gia đình sung túc. Sau khi rời cơ quan nhà nước mở công ty gia đình kinh doanh, bà Nhung lại tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Giờ đây với mức lương hưu được hưởng hơn 5 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền đó tuy không phải là nhiều so với đời sống kinh tế gia đình, nhưng bà Nhung lại thấy tự hào, bởi đó là công sức, là sự chăm lo của nhà nước đối với mình. An hưởng cái tuổi già với cái số tiền 5 triệu mấy một tháng là cũng thấy cũng vui rồi. Quận Bình Thủy và Ninh Kiều là hai đơn vị tập trung có số người được hưởng lương hưu từ việc mua nối tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện nhiều nhất thành phố Cần Thơ. Việc vận động này càng thuận lợi và được người dân hưởng ứng nhiều hơn khi thời gian vừa qua. Trên nhiều phương tiện truyền thông, những cá nhân điển hình hưởng lương hưu từ việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được giới thiệu rộng rãi, người thật việc thực, đã làm người dân thêm an tâm vì chính sách an sinh của nhà nước. Khi tôi nghỉ rồi mà vẫn thiếu năm mà công tác là 2 năm để mà hưởng chế độ lương hưu, thì tôi mới quyết định là coi như tìm hiểu là ở tại phường mình có cái chế độ mà đóng bảo hiểm tự nguyện. Thành thử tôi quyết định là sẽ đóng tiếp để khi mà đến đủ năm đủ tháng thì mình nhận được cái số tiền hàng tháng thì nó nhẹ loa. Thông qua các cuộc vận động để tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và đã tạo được một cái phong trào rất là rộng lớn trong cộng đồng người dân. 732 người của thành phố Cần Thơ đang được hưởng lương hưu từ việc mua bảo hiểm xã hội tự nguyện với số tiền hơn 2 tỷ đồng hàng tháng. Bên cạnh đó, theo quy định, những người không ai chết đi thì chế độ mai táng phí cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng được chi trả. Thời gian tới sẽ còn nhiều hơn con số 732 người như hiện tại được hưởng lương hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vấn đề này càng khẳng định chính sách an sinh của nhà nước là chỗ dựa vững chắc cho mọi người dân.